Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt giáo sư Phạm Ngọc Lân. Và thầy nói thầy sống ở Đà Lạt. Thầy trong cuốn sách mà Cha Vô Danh đó, có nhiều người rất là thích. Tại vì thầy diễn tả cái cảnh ở Đà Lạt rất là nhiều. Thầy có thể cho biết, không có nhiều lắm nhưng mà đủ để cho khán giả hiểu được cái là khi mà thầy ở Đà Lạt như vậy á, thì cái nền văn hóa mà thầy hấp thụ của một cái người con mà không có cha và thầy trưởng thành như vậy, thì thầy có những cái gì để chia sẻ vậy thưa thầy? Bọn Đà Lạt thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm, tại vì từ 8 tuổi tới 18 tuổi là tôi sống ở Đà Lạt. Thầy học ở trường... Thì tôi học ở Đà Lạt á, thì hồi đó tôi vẫn học, còn học chương trình Pháp. Đà Lạt thì có hai trường cho con trai, chương trình Pháp là Lycée Yaksa, tức là trường tương đương với lại Jean-Jacques Rousseau ở Sài Gòn, và trường nó gọi là College d'Artahan là của mấy các sư huynh dòng La San, là tương đương với trường Tabe ở Sài Gòn. Còn con gái thì có trường Couvent des Oiseaux với lại những trường khác thì tôi không nói thế. Thì tôi học ở trường d'Artahan 10 năm, từ từ lớp lớp dèm, tức là lớp sau này là lớp, nếu lớp mà tính số đó là 1, 2 không. Không, lớp là chính. Không, lớp dèm nhưng mà nó tính ngược lên. Tính ngược lên thành ra lớp dèm là lớp bây giờ là lớp 3 đó. Lớp 3 thì lớp 4, lớp 5, lớp 6 lên tới lớp 12 đó. Từ lớp 3 tới lớp 12 10 năm ở đó. Thì có một cái ngay trong đầu sách, ngay trong đầu cuốn sách tôi có kể một cái giai thoại để mà cũng như là cho độc giả thấy là cuốn sách này sẽ cái văn phong nó sẽ như thế nào. Thì tôi có nói là lúc đó một đứa bé 8 tuổi năm 1952, một đứa bé 8 tuổi mang cái cặp ở trên lưng đi học về, đi qua một cái bãi. Cái bãi gần về tới nhà là có một cái bãi, thì có một đám trẻ cùng cùng đứa tuổi, 8 9 10 tuổi rồi đó. Thì nó chơi đánh khăn. Đánh khăn thì không biết là ở ngoài Bắc thì biết rõ đánh khăn là cái gì đấy. Nhưng mà tôi cũng không có nói dài ở đây. Thì nó thấy tôi đi qua thì nó ngừng đánh khăn lại và nó hét to: "Tây Lai ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột." Đó, thì cái đó là một cái mà gọi là mở đầu cho cái cuốn sách của tôi. Tức là tôi sẽ nói về cái chuyện mà Tây Lai ở Việt Nam thì được đối xử hay là bị đối xử như thế nào. Và cái sau đó thì thầy học rất là giỏi về toán, nhưng mà thầy chọn trường dược để mà học đại học. Thầy có thể cho biết lý do? Tôi thì đúng là có cái khiếu về về toán. Với lại hồi ở trung học thì tôi cũng thuộc loại giỏi trong đó, cho nên là mấy sư huynh dạy đó thì cũng thương lắm. Cho nên là về sau này tôi được học bổng ở kia. Tại vì trường trên đó là cũng là trường tư mà trường cũng đắt tiền. Thành ra gia đình nghèo thì không thể nào mà kham, không thể nào cho tôi học ở đấy được. Nhưng mà vì các sư huynh thương đó, thành ra là tôi cũng được học bổng. Thế thì khi mà về Sài Gòn đó, thì nếu mà nói là học theo cái sở thích của mình đó, thì thứ nhất là nói thẳng là tôi giỏi toán. Nhưng mà cái môn mà tôi thích nhất khi mà học trung học là môn vật lý. Đó. Và cái mà tôi thích nhất nữa đó là vật lý vũ trụ. Tức là tìm hiểu các... Astrophysics. Astrophysics. Và hồi đó cái người mà... là có những người mà họ cũng lên truyền thanh truyền hình rồi cũng viết sách này kia nhiều, là một ông khoa học gia mà người Canadian tên là Hubert Reeves. Đó, là nổi tiếng tới bây giờ. Còn bây giờ đó thì có một người Việt Nam cũng rất là nổi tiếng, mà tôi nói nếu mà hồi đó mà tôi có thì tôi cũng muốn được như ông đó, là ông Thuấn đó, cái, Nguyễn Xuân Thuận. Nguyễn Xuân Thuận. Thuấn hay Thuận? Trịnh Xuân Thuận, xin lỗi. Vâng, Trịnh Xuân Thuận là tôi có đọc sách của Trịnh Xuân Thuận và tôi rất là khâm phục nó, tại vì đó là cái mộng của tôi hồi nhỏ. Nhưng mà nói mà ở Việt Nam mà hồi đó mà học cái đó thì thứ nhất là muốn học lên cũng không được, không có trường. Thứ hai là nếu mà có làm gì đó thì cũng là đi dạy học là cùng thôi, là đói. Thành ra nhà nghèo thì bà cụ cũng có ông thầy tôi, ông ấy khuyên bảo, thì bà cụ cũng nói thôi mình sẽ đi cái đó học dược để mà ra là dễ, thí dụ như phải đi lính cũng có thể cho mướn bằng để mà cũng có tiền giúp gia đình, đơn giản thế thôi. Như vậy là thầy có đi lính? Có đi lính thì trong thời gian thì
Thì lúc đó là quốc tịch Pháp đã kể từ năm 13 tuổi là giấy tờ Pháp vẫn còn nguyên, nhưng mà giấu đi và xài cái giấy Việt Nam, thế phải gai xanh, tức là đương nhiên là quốc tịch Việt Nam. Thành ra là học xong, thì trong lúc học thì được hoãn, nhưng mà học xong khi mà tôi ra trường năm 1968 đó, thì đương nhiên là phải Vào quân y. phải phải vào, phải gọi là nôm na là đi lính, nhưng mà riêng y nha dược sĩ đó, thì nó lại được một cái quy chế đặc biệt, nó gọi là đi vào một cái vào ngành quân y, nhưng mà nó trưng tập, là đó là ngành trưng tập. Trong lúc tất cả các người tốt nghiệp đại học khác đó, thì cũng là phải đi lính, nhưng mà là sẽ đi vào Thủ Đức là học, nếu mà không đi võ bị thì sẽ phải đi Thủ Đức là trừ bị, thì sẽ ra chuẩn lý. Còn đằng này y nha dược á, thì cái ngày đầu tiên trình diện là đi ra chợ mua cái lon trung úy đeo lên, không có ai gắn lon cho mình á, mình phải mua tự động mình đeo lên, tại vì ngay ngày đó mình đã trung úy rồi đó. Thì thành ra tôi sau đó thì tôi phục vụ trong quân đội 4 năm, tôi 3 năm trung úy, rồi đủ 3 năm mà mình không có làm cái gì mà bậy bạ thì lên đại úy. Thành tôi Nhưng đại úy. mà năm 75 thì thầy vẫn phải đi học tập cái tàu. À, thì đương nhiên là năm 75 thì tôi đang, lúc đó tôi đã là giảng nghiệm viên ở Đại học Dược khoa. À, thì tôi bắt đầu thi vào làm giảng nghiệm viên năm 1973, sau khi mà 4 năm ở trong quân đội đó, 73 thì tôi vào đó. Thì tới năm 75 thì mình dạy ở trường dược, nhưng mà gốc vẫn là dược sĩ đại úy, thì cũng như tất cả mọi người, tại vì mình không phải là mình giải ngũ, mà mình được biệt phái từ quân đội qua làm việc cho Bộ Giáo dục, đầu tiên là Bộ Y tế, về sau là Bộ Giáo dục. Thành ra là với cái gốc đó, là đương nhiên là phải đi đi học tập tập trung cải tạo, cái tiếng chính thức là như vậy, mà tiếng nôm na mình gọi là đi tù cải tạo. Và sau khi đi tù cải tạo thì cái lý do nào thầy được thả về, hay là À, tại vì có cái nhu cầu nào có. của Việt Nam vậy? Thì thường thường đó, y nha dược sĩ như tôi bình thường ra đó là từ 1 năm tới 3 năm tù cải tạo. Đó là theo theo tôi làm thống kê, những bạn bè của tôi là như vậy, từ 1 năm tới 3 năm. Tôi rất may mắn, mà thực sự trong đời tôi rất nhiều cái may mắn, thì đó cũng là một cái may, mà cái may này lớn lắm, là 4 tháng tôi đã được về rồi. Thì hỏi tại sao được về, thực sự cho tới giờ phút này tôi vẫn không hiểu là tại sao tôi được về. Tôi biết chắc á, là ở trường dược có 7 người như tôi, tức là giảng nghiệm viên hoặc giáo sư có gốc là quân đội, trong quân đội thì phải đi tù cải tạo. Trong 7 người đó thì sau 4 tháng thì tôi và một người nữa được về. Rồi sau 6 tháng thì một người thứ ba, sau 8 tháng một người thứ tư, tất cả là do ông khoa trưởng của trường Đại học Dược khoa hồi đó, tức là ông khoa trưởng mới đó, tức là một người của Cộng sản vào mà tiếp thu đó. Nhưng mà ông đó thì rất là cởi mở và rất là có đầu óc, không có cái kiểu mà thù hận gì cả. Ông thì ông xin tất cả cho 7 người về, tại vì trường thiếu thầy, mà tại sao tự nhiên nhốt 7 người vào đó làm gì, mà họ cũng đâu có làm cái gì gọi nợ máu nhân dân đâu. Thành đối với người Cộng sản đó thì họ, nhưng mà tôi cũng hiểu tại sao, thì 4 tháng tôi được về rồi, có một người nữa 6 tháng, người nữa 8 tháng. Thì trong năm đầu tiên 4 người đó được về trở lại làm việc ở trường đại học như là không có chuyện gì xảy ra, cũng như là mình đi vắng thời gian thì mình về thôi. Còn 3 người còn lại đó thì về sau 1 năm, thì tôi không biết là bao năm, 2 3 năm hay là sau đó, thì những người đó tôi không có gặp lại, thì không có được, tức là bị xóa biên chế, là xóa sổ ở trong, không có còn là nhân viên của trường đại học nữa. Họ phải xin lại. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Tường Vi kính mời quý vị đón xem VATV vào ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019, vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Tường Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi cuối tuần an vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Teletron mở tung warehouse sale hơn 10 triệu tiền hàng, đại hạn giá đến 80% off, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà đặc biệt. Chỉ cần 3 đồng một ngày sẽ có một bộ nệm cứng chống đau lưng Amante Italy hay máy rung sóng siêu âm Nami Japan giúp tăng mỡ giảm cân, hoặc bộ giường Italy 5 miếng. Chỉ cần 5 đồng một ngày sẽ có được giấc ngủ an lành trên tấm nệm giác bạc Lamborghini Italy, hay chiếc ghế massage Inada Demo làm tại Nhật, hoặc bộ sofa da 100% made in Italy, bấm nút nâng chân lên, ngã người ra rất thoải mái. Chưa tới 7 đồng một ngày sẽ được tận hưởng những chiêu thức massage tuyệt vời trên chiếc ghế Dreamway Okuyama làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, hay bộ bàn ăn mặt đá marble giác vàng tuyệt đẹp 100% Italy cũng chỉ 7 đồng một ngày. Mua cùng lúc 3 sản phẩm: ghế massage Dreamway Okuyama, máy rung sóng siêu âm Nami và nệm giường thông minh Magni Smart Tech được tặng 2 vé máy bay khứ hồi đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Chỉ với 3 đồng, 5 đồng hoặc 7 đồng một ngày, quý khách tha hồ lựa chọn những sản phẩm cao cấp tốt nhất tại Teletron nhân dịp warehouse sale. Teletron Washington DC trong khu Eden, 703-237-8999. Thuốc nghệ chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân về Nam Y. Vẫn nghĩ rằng thuốc nghệ nó sẽ trở thành một cái bài thuốc hay nhất, thần kỳ nhất cho tất cả những ai đang mang mắc những chứng bệnh nan y. Hy vọng chương trình Tin Vui Thuốc Nghệ sẽ đến cho khắp mọi nơi, cho tất cả những ai đang mang mắc những cái chứng bệnh nan y hiểm nghèo có thể tin tưởng, hy vọng và thử qua cái bài thuốc nghệ này. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.